California, Hồng Tứ Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Thế Giới Chuyển Động. Good morning, Hồng Tứ. Chào buổi sáng anh Đoàn Trọng và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu chương trình Thế Giới Chuyển Động bằng với bản tin dự báo thời tiết trong ngày. Hôm nay là thứ Ba, 17 tháng 11. Đưa đi từ những thành phố ngay tại miền Nam California, lân cận với khu vực thành phố Garden Grove. Trong ngày hôm nay trời sẽ có nhiều nắng với nhiệt độ ban ngày cao nhất nằm ở khoảng 77 độ F là 25 độ C. Còn ban đêm nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 49 độ F là 9 độ C. Đi đến miền Bắc California, những thành phố lân cận với khu vực San Jose. Trong ngày hôm nay thì ban ngày nhiệt độ cao nhất ở khoảng 66 độ F là 19 độ C. Còn ban đêm nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 56 độ F là 13 độ C. Ngày hôm nay thì trời sẽ có mưa rải rác ở một vài nơi. Sáng nay thì tất cả cơn bão mà chúng ta dự trù nó sẽ đổ bộ lên Trung Mỹ, nó có phần nào ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở các tiểu bang cạnh biên giới của tiểu bang Trung Mỹ, miền của Trung Mỹ hay không? Thưa quý vị, cơn bão Ida cách đây khoảng chừng 2 tuần đã gây rất nhiều ảnh hưởng ngay tại khu vực Trung Mỹ. Và mới ngày hôm qua thì cơn bão với tên gọi là Iota đã đổ bộ vào khu vực này, mang theo lượng mưa lớn có thể gây ra lở đất, triều cường và gió mạnh. Cơn bão đổ bộ gần ở ngay tại Halover, Nicaragua với sức mạnh là cấp 4, nằm về 15 dặm về phía nam của nơi bão Ida tấn công cách đây 2 tuần. Iota đang trút cơn mưa lớn trong khu vực với Honduras và Nicaragua dự kiến lên đến 30 inch mưa cho đến thứ năm, trong khi El Salvador đến Panama có thể nhìn thấy tối đa là 15 inch. Lũ sông và lũ quét có thể sớm xảy ra cùng với lại triều cường nguy hiểm có thể cảm nhận được từ xa, về phía đông như là Jamaica và xa như phía nam là Colombia. Kính thưa quý vị, sáng nay quý vị đến cùng với Thế Giới Chuyển Động của chúng tôi. Quý vị thấy hình ảnh của cô Hồng Tứ với một cái chiếc áo màu xanh mang một cái niềm hy vọng có thể nói rất nhiều cho người dân Hoa Kỳ sau trải qua những cái giai đoạn thử thách từ vấn đề bầu cử cho đến về vaccine. Nhưng thật sự ra, kính thưa quý vị, sáng nay là một buổi sáng đầy u buồn và có thể nói người dân lo ngại đến tất cả những viễn ảnh không tốt đến với người dân Hoa Kỳ. Việc trước tiên, Thế Giới Chuyển Động của chúng tôi sẽ dành phần đầu để gửi đến quý vị tất cả những sự kiện liên quan đến tình trạng có thể nói tệ hại. Và trong lúc đó có tới 41 trên 58 quận hạt của Hoa Kỳ ở của tiểu bang California sẽ đi vào một cái tình trạng không có thể mở rộng gọi là sinh hoạt ở phía trong mà tất cả đều đổ ra ở phía ngoài. Và tất cả các gọi là cái biến chuyển màu từ tất cả các thành quận hạt có thể nói từ màu đỏ, màu cam trở xuống màu tím. Và kính thưa quý vị, một đời sống trở lại như lúc trước. Và tất cả những sự kiện đi lại khó khăn, buôn bán, làm ăn, tất cả đều trở lại vào một cái thời kỳ dành để chúng ta chống lại Covid-19. Đến bây giờ thì Orange County cũng như tất cả tiền của tiểu bang California ở trong tình trạng như thế nào? Thưa quý vị, ngày hôm qua thì thống đốc của tiểu bang California là ông Gavin Newsom nói rằng với những ca lây nhiễm gia tăng đột biến thì quận Cam sẽ trở lại trong tình trạng báo động ở mức màu tím và trong thời gian tới thì có thể sẽ phải đóng cửa một số doanh nghiệp một lần nữa. Tiểu bang California đang trong giai đoạn gia tăng đáng báo động về coronavirus trong những tuần gần đây. Ông Newsom cho biết sự gia tăng trong các trường hợp gần đây so với mức tăng cao nhất trước đó trên toàn tiểu bang trong suốt mùa hè. Thông báo của thống đốc Newsom có nghĩa là các địa hạt có chỉ số virus tăng đột biến có thể phải lùi lại trong quá trình mở cửa và trở lại tiểu bang sau một tuần. Ông Newsom nói thêm rằng tiểu bang nhìn chung vẫn khá hơn so với cả nước. Ví dụ như là tỷ lệ dương tính ở California là 4,6%, trong khi tỷ lệ này ở toàn Hoa Kỳ là 8%. Tuy nhiên, thống đốc cho biết tiểu bang đang đi sai hướng, đặc biệt là ở những tháng mùa đông lạnh hơn và mùa cúm. Còn một vài ngày nữa là đến ngày lễ tạ ơn thì trong khi đó các quan chức y tế cũng lo ngại rằng các cuộc tụ họp gia đình và bạn bè từ nhiều hộ gia đình có thể trở thành những sự kiện lây lan COVID-19. Quận Cam đã ở hạng 2 trong nhiều tuần và ở hạng 2 này thì quận Cam có thể cho phép các khu trung tâm mua sắm mở cửa, hàng đầu với nhà hàng với công suất là 50%, miễn là các khu vực chung chẳng hạn như là khu ăn uống vẫn bị đóng cửa. Vào Chủ nhật thì quận Cam đã báo cáo tổng cộng là 639 ca lây nhiễm, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Sau đó thì cũng báo cáo thêm 380 trường hợp vào thứ hai, nâng tổng số lên 65.605 ca kể từ khi đại dịch bắt đầu. Hiện tại thì quận Cam đã trở lại cấp bậc hạn chế nhất, nơi các quận lân cận bao gồm cả quận Los Angeles. Các khu trung tâm mua sắm sẽ phải giảm công suất xuống còn 25%. Bảo tàng, sở thú, nơi thờ tự, rạp chiếu phim và trung tâm thể dục ở ngay tại quận Cam vốn được phép mở cửa trở lại với công suất 1/4, giờ sẽ chỉ hoạt động trở lại ngoài trời mà thôi. Kính thưa quý vị, nói tóm lại tất cả các sinh hoạt chỉ còn
được phép sinh hoạt ở ngoài trời. Tất cả các tiệm ăn, tất cả những cái bar rượu, tất cả những cái vấn đề sinh hoạt tôn giáo đều không có sinh hoạt ở phía ở trong, mà chúng ta hay gọi là inside. Đây là một trong những sự kiện rất là khó khăn cho đời sống kinh tế, nhưng đã đến lúc chúng ta nghĩ đến về sức khỏe của chúng ta, về tương lai của con cháu chúng ta, và tất cả tình trạng này nó có thể lây lan ở khắp mọi nơi. Như vậy thì rạp hát không còn nữa, phải không? Tiệm ăn ở trong là không còn được nữa, mà chỉ còn cỡ khoảng mức ở phía ngoài 25% mà thôi. Nhưng Hồng Tiếu cũng biết rằng trời này là trời lạnh, mà ngồi ở phía ngoài là cả một vấn đề, có thể dễ bị gây cảm cúm rất nhiều. Cũng là một trong những sự kiện khó khăn, nhưng đó là cái điều kiện bắt buộc chúng ta phải chấp thuận. Bây giờ khi chúng ta nói đến cái tình trạng có thể nói hơi đen tối về vấn đề sinh hoạt trong đời sống của chúng ta tại quận Cam, tại tiểu bang California, như vậy chúng ta có còn có hy vọng gì để đối phó với COVID-19 hay không? Kính thưa quý vị, chúng ta đang nhìn về một cái tương lai có thể nói rất tốt đẹp với tất cả những sự kiện, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ là những con người, không phải là chúng ta từ bên dân chủ hay là chúng ta bên cộng hòa. Đã đến lúc chúng ta bỏ đi cái quan niệm đảng phái và tất cả sự tấn công lẫn lộn nhau về tất cả những gì, để chúng ta có thể xây dựng một cái đời sống sức khỏe cho tất cả những người dân Hoa Kỳ nói chung, và đặc biệt là tại California nói riêng. Đến bây giờ thì Hồng Tứ cho thấy tất cả những vaccine, theo như lời ông tiến sĩ Anthony Fauci thì cho biết rằng có thể sẽ có những cái đợt tiêm ngừa vaccine đầu tiên diễn ra cho tất cả những người ở trong cái phần lĩnh vực họ là những nhân viên bảo vệ sức khỏe, những người lớn tuổi và trẻ em. Như vậy thì bao giờ thì có thể tiến trình này nó diễn ra? Thưa quý vị, hiện tại tin tốt của chúng ta đang có là tổng cộng có 2 loại vaccine đã chứng minh được có độ hiệu quả cao. Thứ nhất là từ công ty Pfizer thì họ chứng minh được an toàn cũng như là hiệu quả 90%. Trong khi đó thì công ty Moderna họ công bố vaccine mới ra mắt gần đây có hiệu quả 94,5%. Tuy nhiên tin xấu là virus vẫn tiếp tục gia tăng ở ngay tại Hoa Kỳ với tốc độ chưa từng có từ trước đến nay. Và nó có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi bất kỳ loại vaccine nào có thể ra mắt. Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm cho mỗi một ngày trong 2 tuần liên tiếp. Và hôm qua thì có khoảng 166.000 ca mới cùng với hơn 73.000 ca nhập viện trên toàn quốc, trong khi các giường bệnh chăm sóc đặc biệt hiện đang bắt đầu hết chỗ. Và mặc dù tỷ lệ hiệu quả cao của vaccine ở 2 công ty Moderna cũng như là Pfizer trong các thử nghiệm là một bước khởi đầu tốt, nhưng 2 loại vaccine này vẫn chưa được phê duyệt và các chuyên gia cũng phải quyết định xem ai sẽ là người được tiêm vaccine trước. Trong khi đó, thống đốc các tiểu bang bao gồm có Oklahoma và California đã công bố những hạn chế mới để làm giúp chậm lại sự lây lan của virus. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì chúng ta được biết 2 công ty nổi tiếng Pfizer và công ty Moderna đã đưa ra tất cả những cái dấu hiệu cho thấy rằng vaccine có thể hoạt động và có thể mang lại cái hiệu quả tốt đẹp. Như là ở Moderna thì nó có lên tới 94.5% và Pfizer thì có thể đến khoảng 90% hiệu quả. Tất cả những sự kiện cho thấy nó có 2 cái khác biệt với nhau. Moderna thì có cái sự mà gọi là bảo tồn đông lạnh thì nó không cần thiết như những cái điều kiện của Pfizer đưa ra. Nhưng trong lúc đó thì Pfizer thì nó có những cái gọi là cái kháng thể Moderna, anh nó gọi là mRNA nhiều hơn là bên của Moderna. Nhưng tất cả những sự việc đó, quý vị cứ an tâm, vì tất cả những sự kiện này đều phải được chấp thuận bởi FDA, nếu cho dù đó là gọi là emergency, trong cái tình trạng khẩn cấp để sử dụng. Như Hồng Tứ vừa mới đưa ra thì 4 tiểu bang sẽ có một cái kế hoạch sử dụng tất cả những gì vào cuối tháng 12 tới đây. Việc trước tiên đã đến lúc chúng ta đừng có để ý đến vấn đề cái công này là của ai, công này là của tổng thống nào, công này là của đảng nào. Kính thưa quý vị, cái công này là của những người dân Hoa Kỳ, điển hình nhất là 2 công ty Pfizer và Moderna đã cố gắng, họ dành tất cả những thời gian, những khó khăn của họ để cố gắng tạo dựng một cái vaccine mà chúng ta hy vọng để có thể chống chọi lại được COVID-19. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Thế Giới Chuyển Động, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Thế Giới Chuyển Động, và trở lại một trong những phần chính hôm nay, đó là vấn đề vaccine. Hồng Tướng vừa mới nói rằng là 4 tiểu bang sẽ được trong những cái đợt đầu tiên phân phối về 4 tiểu bang. Nó bao gồm những tiểu bang nào?
Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters cho biết rằng công ty Pfizer vừa khởi động một chương trình phân phối thử nghiệm vaccine COVID-19 tại 4 tiểu bang của Hoa Kỳ. Vaccine của công ty Pfizer được chứng minh là có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa COVID-19 dựa trên những dữ liệu ban đầu và phải được vận chuyển cũng như bảo quản ở nhiệt độ là âm 70 độ C, tức là cỡ âm 94 độ F, thấp hơn đáng kể so với nhiệt độ bảo quản của các loại vaccine thông thường khác, vốn chỉ nằm ở khoảng 2 cho đến 8 độ C, tức là 36 cho đến 46 độ F. Công ty Pfizer hiện đang chọn 4 tiểu bang để bắt đầu chương trình thử nghiệm phân phối, bao gồm có Rhode Island, Texas, New Mexico và Tennessee cho chương trình khởi động đầu tiên này, sau khi tính đến sự khác biệt của họ về số lượng lớn hơn, sự đa dạng của dân số, cơ sở tiêm chủng và sự khác biệt giữa nhu cầu tiếp cận ở các cá nhân sống ngay tại khu vực nông thôn hay là khu vực thành thị. Pfizer cho biết 4 tiểu bang này sẽ không nhận được liều vaccine thật sớm hơn các tiểu bang khác, cũng như sẽ không nhận được bất kỳ sự ưu tiên khác biệt nào. Công ty dự kiến sẽ có đủ dữ liệu an toàn về vaccine từ các thử nghiệm giai đoạn cuối đang diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 11, tức là tuần sau, trước khi nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp EUA. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì Moderna dồn hết tất cả mọi nỗ lực tại trường Đại học Oxford và đây là một trong những cái sự kiện quan trọng vào những ngày cuối cùng của trong cái tiến trình thử nghiệm của họ. Có thể nói kết quả họ cho thấy rằng cận lên tới 94,5% đã là một trong những sự gọi là ngoài sức dự kiến của tất cả các giới am hiểu về vấn đề khoa học y tế. Tất cả những cái giá trị này nó đi chỉ đưa đến 8 đô la cho một liều thuốc mà thôi. Đó là công ty Moderna tuyên bố rằng là họ chỉ phân phối và bán ra với giá 8 đô la cho một liều thuốc chích ngừa. Thì con số này Hồng Tứ thấy có lớn lắm không? Có dạ, giá không? Có cao không? Rất là hợp lý. Rất dạ. Là hợp lý phải không Hồng Tứ? Nhưng đến bây giờ thì chúng ta nói đến một trong những sự kiện trước khi được FDA chấp thuận gọi là cho phân phối ở trong tình trạng khẩn cấp. Thì phải đối phó với tất cả những gì mà chính quyền hiện nay đang có thể nói xếp đặt để cho hai cái công ty này được quyền lưu hành và thí nghiệm đầu tiên trên những ngày tháng cuối của tháng 2, tháng 12 này. Đây có một cái sự kiện mà chúng ta cần phải đề cập đến, đó là vấn đề có thể nói đã đến lúc chúng ta không quên những cái người đã bỏ bao nhiêu công sức ra để có cái vaccine ngày hôm nay. Nhưng điều đó không nghĩa đó là một cái đòn chính trị để làm cho cái sự gia tăng và khó khăn đối chọi với Covid-19 càng ngày càng gia tăng. Không những là Tổng thống Donald Trump hay là bất cứ người nào hay là những ai đã có công, tất cả mọi người đều có công. Nhưng tất cả những mọi người sử dụng cái gọi là cái ma thuật này để làm hầu ngăn cản cái bước tiến của nhân loại và sức khỏe của con người là những người đó sẽ mang trọng tội với nhân loại. Đó là một vài cái điều mà tất cả những cái giới chức báo chí và tất cả những người theo dõi hiện nay trong cái tiến trình. Vì chúng ta thấy hiện nay việc Tổng thống Donald Trump đã từ chối phối hợp với Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quá trình phân phối vaccine trong tương lai. Thưa quý vị, theo nhiều chuyên gia, họ đưa ra những nhận định cho biết rằng việc Tổng thống Donald Trump phủ nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm nay, những lời nói của ông về việc gian lận cử tri và việc ông thách thức quá trình chuyển giao quyền lực giữa các chính quyền sẽ gây tổn hại đến nền dân chủ. Và đặc biệt là với tình trạng khẩn cấp của quốc gia hiện tại, quá trình này đang đe dọa Hoa Kỳ và có thể gây thiệt hại cho Tòa Bạch Ốc. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng sự cản trở của Tổng thống Donald Trump sẽ làm chậm và làm phức tạp hơn việc cung cấp vaccine cho người dân Hoa Kỳ. Hoạt động phân phối sẽ là một trong những nỗ lực tiêm chủng công khai nhắm vào hàng trăm triệu người dân Hoa Kỳ. Toàn bộ chương trình có thể bị cản trở nếu bị chính trị hóa. Và nếu như không có gì thay đổi thì nhóm của ông Joe Biden có thể sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ là giải quyết những vấn đề này trong một thời gian gấp rút vì sự chậm trễ trong quá trình chuyển giao. Kính thưa quý vị, chúng ta sống trong một cái quốc gia tôn trọng nền dân chủ, tôn trọng nền tự do ngôn luận và không có thể nào mà chúng ta đi ngược lại với tất cả những gì mà truyền thống của Hoa Kỳ đã có từ hơn 300 năm qua. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta có một cái sự kiện tất cả các người gọi là giới truyền thông YouTube cũng giống như là Facebook đã đến lúc quý vị cần phải cân nhắc, quý vị cần phải chịu trách nhiệm về tất cả những sự loan tin của quý vị có ảnh hưởng đến vấn đề có thể nói làm cố ý ngăn chặn và coi trọng cái vấn đề lây lan của Covid-19. Điển hình như vấn đề mà dùng mặt nạ đi ra ngoài nơi công cộng là một cái sự mà có thể nói cần thiết để bảo vệ tính mạng của quý vị. Bởi thế tất cả những trang mạng YouTube đừng có một vì lý do nào đó hay là một vì cái nguồn cảm hứng nào đó hay là một cái sự ủng hộ của một phe nhóm nào đó để tạo nên một cái sự hoang mang gây lo ngại cho tất cả những người sử dụng mà nếu kém hiểu biết thì có thể gây ra tình trạng tổn hại sức khỏe và có thể nói lấy đi tính mạng của mình trong lúc này. Chúng ta cũng nói đến Tổng thống đắc cử Joe Biden đã cảnh báo nhiều người sẽ chết. Chúng ta hãy nghĩ đến con số 248.000 người đã bị chết vì Covid-19 đã đến lúc chúng ta phải dừng lại tất cả các thủ thuật chính trị và chúng ta nghĩ đến một tương lai cho người dân Hoa Kỳ cần có một cái đời sống sức khỏe bảo đảm.
Kính thưa quý vị, trong những lời mà Tổng thống Biden cảnh báo nhiều người sẽ chết nếu Tổng thống Donald Trump tiếp tục ngăn cản quá trình chuyển giao quyền lực, đặc biệt về kế hoạch phân phối vaccine. Tổng thống đắc cử ông Joe Biden trả lời phóng viên ngay tại Wilmington, tiểu bang Delaware cho biết rằng và khi được hỏi về mối đe dọa lớn nhất từ việc Tổng thống Donald Trump từ chối chuyển giao quyền lực suôn sẻ, thì ông cho biết thêm nhiều người có thể chết nếu chúng tôi không được phối hợp làm thế nào để hơn 300 triệu người dân Hoa Kỳ được tiêm chủng. Đó là một việc làm vô cùng quan trọng và cần phải làm. Một số chuyên gia bao gồm các cựu quan chức của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo việc Tổng thống sắp mãn nhiệm từ chối hợp tác trong quá trình chuyển đổi và thách thức kết quả bầu cử tại tòa án có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng khi Hoa Kỳ đang gặp khủng hoảng với mức tăng đột biến ca nhiễm COVID-19. Đến bây giờ thì Hồng Tứ cũng đã nhìn nhận qua một cái thời gian chúng ta nói đến với một cái cơ quan, một cái tổ chức có tên là GSA, tự nhiên là General Service Agency. Cái cơ quan này thì có tới 12.000 nhân viên tất cả và họ đặt trên một cái quyền lực rất lớn. Mà đặc biệt hiện nay bà được hướng dẫn bởi một người nữ có tên là Emily Murphy. Thực sự bà này có biết tất cả những cái tình trạng khó khăn và tình huống có thể hỗn độn sau khi nếu có điều kiện, có kết quả mà không vừa lòng với Tổng thống Donald Trump hay không? Thưa quý vị, về phía giám đốc của cơ quan dịch vụ công có tên gọi tắt là GSA, bà Emily Murphy cho biết rằng bà biết rõ từ trước ngày bầu cử rằng bà sẽ phải gặp nhiều tình huống phức tạp về việc chuyển giao quyền lực sắp tới. Trước ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 thì bà Emily Murphy, hiện là giám đốc cơ quan dịch vụ công tổ chức GSA, đã liên lạc với ông Dave Barham, 77 tuổi, người từng nắm giữ chức vụ này 20 năm về trước. Barham từng là giám đốc GSA trong mùa bầu cử diễn ra vào năm 2000, chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa ứng cử viên đảng Cộng hòa là ông George W. Bush cùng với lại đối thủ là ông Al Gore của đảng Dân Chủ. Và ông cho biết rằng ông đã nói với bà Murphy nếu như những gì điều bà làm và bà cho là đúng, tất cả những gì bà phải làm là sẵn sàng sống với hậu quả của nó. Tuy nhiên thì ông không tiết lộ rằng bà Murphy đã chia sẻ điều gì với ông. Trên mạng xã hội thì bà Murphy hiện đang bị những người ủng hộ cho ông Joe Biden chỉ trích nặng nề, cho rằng bà đang cố tình cản trở quá trình chuyển giao quyền lực một cách dân chủ. Tuy nhiên những người ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump thì lại bảo vệ hành động của bà Murphy và họ khẳng định rằng bà hành động đúng đắn vì Tổng thống vẫn theo đuổi các nỗ lực pháp lý về cáo buộc gian lận bầu cử năm nay. Đến bây giờ thì Hồng Tứ đến định cư tại Hoa Kỳ có thể nói cũng trên 2 thập niên, Hồng Tứ thấy cả một cái quốc gia Hoa Kỳ hoạt động coi như là một người cảnh sát ở trên toàn thế giới. Họ cung cấp tất cả những cái dữ kiện, tất cả những cái vấn đề, kể cả vấn đề thực phẩm cho tới những người đói khổ ở những nơi xa lánh tận Phi Châu và họ đem đến tất cả những cái nguồn quân sự đến để bảo vệ an toàn cho những người dân ở trong những cái khu vực mà bị tất cả chế độ độc tài đàn áp. Điều này có nghĩa rằng là Hoa Kỳ đã giang cánh tay hoạt động ở khắp nơi. Trong lúc đó thì chỉ có một cái số tiền có khoảng 10 triệu đô la để cho một cái tân gọi là chính phủ có thể hoạt động trong thời gian chuyển tiếp và những cái phương tiện hạ tầng cơ sở để có giúp cho họ có một cái thời gian chuyển tiếp đến nhậm chức là bị ngăn chặn bởi một cái tổ chức có tên là GSA. Điều đó có nghĩa thật là tồi tệ. Vì sao? Chúng ta đã nói chúng ta bỏ biết bao nhiêu tiền, chúng ta bỏ biết bao nhiêu công sức đi khắp nơi thế giới, nhưng tại ngay quê hương của chúng ta, ngay mà chúng ta đang đối phó với cơn dịch thì chúng ta lại có những cái hạn chế để cho những người có thể tiếp tục công việc. Lẽ dĩ nhiên tất cả các vấn đề phải tôn trọng hiến pháp, công lý, đòi hỏi thách thức về tất cả những sự kiện gọi là có tính cách không có đúng với hiến pháp qua cái quy trình bầu cử, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải hạn chế tất cả những cái sinh hoạt mà nhằm có thể ảnh hưởng đến tương lai an ninh của Hoa Kỳ, đặc biệt nhất là vấn đề chuyển giao quyền lực hiện nay. Thưa quý vị, quay trở lại với cuộc bầu cử tổng thống thì chúng ta thấy rằng Tổng thống Donald Trump vẫn đưa ra những vấn đề thách thức pháp lý ở tại nhiều tiểu bang. Và mới đây nhất là ngay tại tiểu bang Georgia, cuộc kiểm phiếu lại ở tiểu bang Georgia đã phát hiện ra 2.508 phiếu bầu vẫn chưa được tính, trong đó có hơn 1.600 phiếu là bầu cho Tổng thống Donald Trump. Các phiếu bầu chưa được kiểm đếm này được phát hiện ngay tại địa hạt Floyd khi giới chức tiểu bang Georgia tiến hành kiểm phiếu lại bằng tay. Trong số phiếu bị sót này thì 1.643 lá phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump, còn 865 phiếu còn lại thì bầu cho ông Joe Biden. Chênh lệch gần 800 phiếu bầu này giúp cho Tổng thống Donald Trump thu hẹp khoảng cách với ông Joe Biden ở Georgia, nhưng vẫn không làm thay đổi kết quả chung cuộc do ứng cử viên của đảng Dân Chủ vẫn đang dẫn trước ở tiểu bang này với cách biệt là khoảng 14.000 phiếu. Thưa quý vị, bây giờ thì chương trình Thế giới chuyển động xin được phép tạm ngừng trong vòng ít phút. Hồng Tứ hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ màn ảnh. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ.
Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Hồng Tư rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình SET TV và quay trở lại với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng muốn nhờ anh Đoàn Trọng có thể chia sẻ thêm về tình hình của những cuộc kiện tụng ở nhiều tiểu bang diễn ra như thế nào ạ? Đúng như vậy, Hồng Tư có thể nói đây là một trong những sự kiện chuỗi kéo dài những chuỗi ngày sau cái kết quả bầu cử mùng 3 tháng 11 vừa được tuyên bố theo giới truyền thông. Thì đến bây giờ thì chúng ta thấy là ngày thứ hai vừa qua đã có 4 trường hợp khác nhau được đưa ra bởi các cử tri ở những tiểu bang như Pennsylvania, Wisconsin, Michigan và Georgia. Những người tìm cách loại trừ một số quận đã đưa ra tất cả vào chứng nhận của tiểu bang về cuộc bầu cử đã bị nguyên đơn tự nguyện bác bỏ. Tất cả 4 nhóm cử tri đều có đại diện bởi luật sư của phía Tổng thống Donald Trump và họ đã từ chối cho biết lý do tại sao các vụ kiện bị bác bỏ. Đó là một trong những cái vấn đề mà giới báo chí theo dõi, hỏi tất cả các vị luật sư của các vụ kiện này bị bác bỏ thì họ cho rằng là tất cả những cái này là vấn đề phải bảo vệ cho thân chủ của họ. Đến bây giờ thì có tới 21-20 vụ kiện tất cả, nhưng chỉ có một cái vụ kiện là còn giữ lại mà thôi, tất cả đều bị bác bỏ. Một trong những sự kiện mà chúng ta khi họ đưa ra, họ nói rằng cái người luật sư trả lời rằng xin lỗi vì không có đủ đặc quyền của khách hàng và vì tôi không có thông báo về các động thái tiếp theo của mình nên tôi miễn bình luận. Đó là tất cả những giới báo chí tiếp tục mà theo dõi tất cả những sự kiện diễn ra. Thế bây giờ thì chúng ta nói về việc thực thi luật bầu cử ở tất cả các tòa án cấp cao của hạt Chapman, Trà Trehan. Thì cái chiến dịch tranh cử của Trump đã cáo buộc các chuỗi quản lý thích hợp đối với các lá phiếu vắng mặt đã không được tuân thủ và yêu cầu tòa án ngăn chặn các lá phiếu nhận được sau thời hạn ngày bầu cử của tiểu bang và phải được thu nhập, tiểu bang phải thu nhập và tách ra đồng thời kiểm phiếu vắng mặt lại. Kết quả thì thẩm phán James Bass đã bác bỏ vụ kiện do thiếu bằng chứng và cho thấy các lá phiếu đã được nhận sau thời hạn của ngày bầu cử là đúng. Bây giờ thì đến một vụ kiện của một người có tên là Linkus kiện Rausenspecker, một cái tòa án khu vực Hoa Kỳ ở quận phía bắc của tiểu bang Georgia. Thì vụ kiện này do luật sư Linkus của Atlanta đưa ra thách thức với việc là bao gồm các phiếu bầu cử vắng mặt ở Georgia và tìm kiếm lệnh cấm tiểu bang xác nhận kết quả của các cuộc tổng tuyển cử và chứng nhận kết quả bao gồm việc lập bảng các phiếu bầu vắng mặt. Kết quả vụ án được giao cho ông thẩm phán Colin Stephen Greenberg điều hành. Đến đây thì có một cái vụ kiện ở tòa gọi là quận hạt Mahoney, một cái địa hạt ở phía hoặc ở phía nam của tiểu bang Georgia luôn. Thì vụ kiện do 4 cử tri đưa ra đã tìm cách loại trừ khỏi sự chứng nhận của tiểu bang về kết quả bầu cử từ 8 quận và họ lập luận rằng các lá phiếu ở những quận đó đã bị bỏ phiếu bất hợp pháp và nên phải cần phải vô hiệu hóa. Thì kết quả 4 cử tri này, người mà đứng đơn xin kiện đã tự động rút lui. Ở tại Michigan thì ông Johnson đã kiện Benson, một trong những cái tòa án ở khu vực Hoa Kỳ ở phía tây quận Michigan. Hai cử tri Michigan đang yêu cầu tòa án phong tỏa bằng chứng nhận kết quả bầu cử và tuyên bố người chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử cho đến khi cuộc kiểm toán độc lập được thực hiện. Họ đang yêu cầu một tổng thể đặc biệt được bổ nhiệm để điều tra tất cả các khiếu nại về gian lận ở cử tri của quận Wayne, bao gồm Detroit và chứng nhận tính hợp pháp của tất cả các lá phiếu vắng mặt được bỏ phiếu. Kết quả vụ việc này đang chờ xử lý. Thì tất cả những sự kiện này cho thấy tất cả những vấn đề gọi là cử tri đưa ra để thư kiện thì một số lớn đã bị bác bỏ và một số lớn thì hiện nay chưa có câu trả lời ở các tiểu bang. Điều đó cho thấy rằng chúng ta hiện diện về một cái nền dân chủ đã được thiết lập tại Hoa Kỳ. Tất cả các cử tri đều có quyền đưa ra tất cả những cái vấn đề mà chúng ta thắc mắc về vấn đề bầu cử. Mà trước khi chúng tôi chấm dứt cái câu trả lời với ông Tứ thì ở tại cái tiểu bang Wisconsin thì có thể nói cái sự sai lệch nó không dưới 0,5%, bởi thế họ yêu cầu tất cả những cái phía đòi kiểm phiếu lại phải đóng một cái số tiền mà số tiền lên đó 10 triệu thì hình như vấn đề này không được phía của phía Tổng thống Donald Trump chấp thuận. Thưa quý vị, và hiện tại chúng ta đi đến ngay tại tiểu bang Pennsylvania thì thêm 3 luật sư đại diện cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump xin rút khỏi vụ kiện kết quả bầu cử ở ngay tại Pennsylvania ngay trước khi tòa mở phiên điều trần đầu tiên.
Các luật sư bao gồm có Linda Kearns, John Scott và Douglas Brian Hughes đã gửi thư lên tòa án hôm 16 tháng 11, thông báo thì họ sẽ rút khỏi đội ngũ pháp lý đang tiến hành vụ kiện ngay tại Pennsylvania. Và nói thêm, chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đã đồng ý cho họ rút lui. Đây là 3 trong 4 luật sư đại diện cho chiến dịch của Tổng thống Donald Trump hôm 9 tháng 11 đã đệ đơn kiện Tổng thư ký tiểu bang Pennsylvania là Kathy Boykvar, cáo buộc đã có nhiều bất thường trong quá trình kiểm phiếu trên toàn tiểu bang. Trong khi đó, thì họ cho rằng 14.000 phiếu bầu ở ngay tại tiểu bang này cần phải bị loại bỏ và tiến trình bầu cử ở tiểu bang này là vi hiến. Vài ngày sau, thì chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đã đệ trình đơn kiện sửa đổi, loại bỏ nhiều cáo buộc ban đầu và văn phòng của Tổng thư ký cho rằng đơn kiện được đệ trình chỉ lặp lại những cáo buộc đã bị bác bỏ mà không có bằng chứng nào. Sau khi 3 luật sư nộp đơn xin rút, thì vụ kiện của chiến dịch Tổng thống Donald Trump chỉ còn có một đại diện duy nhất, pháp lý duy nhất, đó chính là Mark Scarini, là một luật sư hành nghề ngay tại thành phố Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania. Một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần đề cập đến là cái phần mềm Dominion, là một trong những phần mềm đã được sử dụng để kiểm soát tất cả các phiếu qua cái cuộc bầu cử. Và cái sự kiện này đã đưa ra những cái lời tố cáo như hôm qua chúng ta đã nói về cái trang Twitter của Tổng thống Donald Trump. Và tất cả những sự kiện này nói rằng là cái phần mềm này đã tổ chức để có thiên vị để bấm tất cả những cái lá phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump chuyển qua của ông Joe Biden. Cái sự kiện này đã được đưa ra và cái tòa án tối cao pháp viện của tiểu bang Pennsylvania đã bác bỏ về những cái sự kiện này. Có một vài nguồn tin tất cả những sự kiện mà đưa ra những cái sự kiện có thể tai hại lớn là một những trang YouTube, đặc biệt là trong của người Việt của chúng ta, đưa ra những cái vấn đề gọi là quân đội đến áp giải tất cả những hệ thống phần mềm ở tại Đức, làm cho dân chúng hoang mang vì một số người không hiểu được tiếng Anh, không đọc được tiếng Anh và chỉ mong chờ vào những cái trang YouTube. Lẽ nhiên chúng ta tôn trọng quyền tự do của mọi người được phát biểu, nhưng chúng ta cũng cần đặt lương tâm của chúng ta đi đến một cái vấn đề mà gây hoang mang cho những người không có điều kiện để hiểu biết nhiều hơn. Đó là một sự việc làm trái với lương tâm và tước đi cái quyền tự do ngôn luận của chính mình. Yeah. Và trở lại với ngay tại tiểu bang Wisconsin, thì nếu như Tổng thống Donald Trump muốn kiểm phiếu lại ở ngay tiểu bang này thì ông sẽ phải tự chi trả tổng cộng là 7,9 triệu đô. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Wisconsin là Megan Wolf vào ngày 16 tháng 11 cho biết, thư ký ở các địa hạt đã ước tính chi phí để kiểm lại tổng cộng 3,2 triệu phiếu bầu trên toàn tiểu bang. Theo Edison Research, Tổng thống đắc cử Joe Biden hiện đang giành chiến thắng ở tiểu bang chiến trường Wisconsin trong ngày bầu cử vào 3 tháng 11 khi dẫn trước Tổng thống Donald Trump 0,7 điểm phần trăm, tương đương khoảng 20.000 phiếu bầu trong số 99% số phiếu được kiểm. Theo luật của tiểu bang này thì tỷ lệ thắng của ông Joe Biden nằm ở trong khoảng 0,25 cho đến 1%, cho nên Tổng thống Donald Trump có quyền yêu cầu kiểm phiếu trở lại nhưng phải trả chi phí thực hiện quá trình này. Theo Wolf cho biết thì 7,9 triệu đô cao hơn đáng kể so với chi phí thực tế của việc kiểm phiếu lại vào năm 2016, vì bao gồm thêm kinh phí sử dụng cho những không gian lớn hơn để duy trì giữ khoảng cách xã hội trong đại dịch COVID-19, cũng như là bảo đảm an ninh cho những không gian đó và lượng lớn phiếu bầu vắng mặt. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện liên quan đến tất cả các vụ kiện hiện nay đang diễn ra sau cái cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 vừa qua. Nhưng lại nhìn chúng ta tôn trọng tất cả cái quyết định cuối cùng của tất cả giới chức hữu trách về vấn đề pháp lý. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần tạo ra một cái không khí có thể nói là hòa giải với tất cả mọi người để chúng ta cùng đi nhìn vào một cái tương lai của Hoa Kỳ. Nếu chúng ta tiếp tục cái vấn đề phân chia và chia rẽ những người bên này và những người bên kia để tạo một cái hố sâu chia rẽ trong cộng đồng người Việt của chúng ta nói riêng, thì đây là một cái sự việc đáng buồn sau 45 năm chúng ta ra đi tìm nơi định cư qua những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống của chúng ta mà hiện nay nhất là tại Hoa Kỳ. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Thế giới chuyển động và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Thế giới chuyển động của đài truyền hình SETTV. Và trong suốt 3 phần đầu thì chúng ta cũng đã bàn luận về những vấn đề xoay quanh sau ngày bầu cử ở Hoa Kỳ cùng với lại các vụ kiện tụng. Thì bây giờ về phía tổng thống đắc cử được truyền thông nêu tên, đó chính là ông Joe Biden, ông đã đưa ra những phương án mới cho Hoa Kỳ trong tương lai.
Ông Joe Biden cho rằng Hoa Kỳ cần phải đàm phán với đồng minh để tiếp tục thiết lập quy tắc thương mại toàn cầu nhằm đối phó ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc. Khi được hỏi tại cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ có tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực có tên gọi tắt là RCEP, bao gồm có các nước ASEAN và 5 đối tác của khối là Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Australia và New Zealand, Tổng thống đắc cử ông Joe Biden nói ông vẫn chưa thể thảo luận về chính sách thương mại của Hoa Kỳ vì chưa chính thức tiếp quản văn phòng và chỉ có duy nhất một tổng thống tại một thời điểm mà thôi. Ông Joe Biden cho biết ông đã có kế hoạch thương mại chi tiết và sẽ được thảo luận vào ngày 21 tháng 1 năm 2021, một ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức. Và các thành viên bao gồm có Nhật Bản và các nước ủng hộ thương mại tự do bày tỏ hy vọng ông Joe Biden sẽ tái gia nhập hiệp định thương mại đó. Nhưng ông đề cập rất ít về chủ đề này và theo các cố vấn của ông Joe Biden thì ông sẽ không lập tức dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Như vừa nãy chúng tôi đã vừa gửi đến quý vị tất cả các tin tức liên quan đến vấn đề phần mềm Dominion đã được sử dụng qua các máy tính của các hệ thống bầu cử trong ngày 3 tháng 11 vừa qua. Thì đến bây giờ thì chúng tôi nhận được một cái tin là ông Sidney Powell, một trong những luật sư của Tổng thống Donald Trump, cho rằng giám đốc CIA là bà Hopo có thể nên bị cách chức vì không phản đối dùng phần mềm bỏ phiếu trong cái vấn đề bỏ phiếu ở các tiểu bang như là Michigan. Theo ông Sidney Powell, luật sư của Tổng thống Donald Trump cho biết thêm một lý do nữa, đó chính là bà Haspel đã bỏ ngoài tai cảnh báo về sử dụng phần mềm bỏ phiếu Dominion tại các tiểu bang chiến trường. Ông Powell khẳng định rằng có nhiều người đã sẵn sàng xác nhận phần mềm này, xóa hàng triệu phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump, nhưng từ chối cung cấp bằng chứng với lý do là không muốn tiết lộ những bằng chứng này trên truyền hình. Tổng thống Donald Trump đã từng cáo buộc phần mềm Dominion đã giúp cho đối thủ là ông Joe Biden chiến thắng. Cáo buộc này được dẫn từ Channel Ryan, một thành viên website cánh hữu One America News Network. Twitter cũng đã dán nhãn cảnh báo tuyên bố về gian lận bầu cử này đang có nhiều tranh cãi dưới bài đăng của Tổng thống Donald Trump. Kính thưa quý vị, khi trên 300 triệu người dân Hoa Kỳ đang đối phó với một cuộc tranh chấp và một cái cuộc bầu cử có thể nói mang lại nhiều cái tai tiếng nhất trong lịch sử bầu cử của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì COVID-19 tiếp tục tấn công tất cả những cái sinh mạng của những người dân Hoa Kỳ ở trên khắp các tiểu bang. Bây giờ thì chúng ta nhìn lại một cái hình ảnh mà ngày hôm qua tại một ngân hàng thực phẩm của tại phía Bắc Texas đã đưa ra. Chúng ta cảm thấy những ngày Thanksgiving sắp đến là những ngày mà chúng ta với tất cả những cái nguồn thực phẩm dồi dào mỗi gia đình đều có, đặc biệt là con gà Tây, gia đình sum họp bên nhau, thì hình ảnh của một cái đoàn xe gồm có 4 hàng tất cả tiếp tục lái chậm chậm đến một cái ngân hàng thực phẩm. Quý vị, họ lái đến để làm gì? Để xin thực phẩm. Và cái vấn đề thiếu thực phẩm đã là một trong những sự kiện chúng ta cần quan tâm đến. Và vấn đề thứ hai mà Hoa Kỳ cũng như là toàn thế giới đang phải đối mặt đó chính là biến đổi khí hậu. Thì người sáng lập công ty Amazon là ông Jeff Bezos đã cam kết quyên góp tổng cộng là 10 tỷ đô tiền riêng để giúp lại chống lại biến đổi khí hậu. Hôm qua thì ông đã công bố các khoản tài trợ ban đầu với tổng trị giá là 791 triệu đô cho 16 nhóm bảo vệ môi trường khác nhau. Những người nhận được tài trợ bao gồm một số nhóm nổi bật trong việc đối phó với sự nóng lên toàn cầu, bao gồm có Quỹ Climate Works, Quỹ Bảo vệ Môi trường, Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên, Liên minh các nhà khoa học, Viện Tài nguyên Thế giới và Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới. Như Hồng Tử đã biết, chúng ta đã nói đến vấn đề chức vụ của Tổng thống Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thì trong lúc ông đương nhiệm thì không có một cái hành động pháp lý tố tụng nào được diễn ra đối với ông. Tuy nhiên, sau khi mà không còn ở cái tài chức gọi là Tổng tư lệnh tối cao của Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng thống, thì chắc có lẽ ông cũng giống như tất cả những người thường dân khác và có thể phải đối phó với tất cả những cái vụ kiện tụng về vấn đề pháp lý tại ngay tiểu bang cũng giống như tại liên bang mà pháp lý đã được đặt ra. Thì bây giờ chúng ta trở lại một trong những sự kiện mà giới báo chí gần đây cũng nói đến nhiều nhất, đó là những vụ kiện trong quá khứ đã được diễn ra với Tổng thống Donald Trump nhưng đã bị ngăn chặn lại bởi vì hiện nay ông đảm nhiệm chức vụ Tổng thống. Nếu trong tương lai ông không còn là chức vụ Tổng thống thì liệu tất cả các vụ kiện này có tiếp tục hay không? Câu trả lời là sẽ vẫn tiếp tục. Và hiện nay có bao nhiêu vụ kiện mà Tổng thống Donald Trump sẽ đối phó trong tương lai? Đó là tất cả 6 vụ kiện cả về vấn đề hình sự lẫn vấn đề gọi là cái quyền lợi dân sự tố tụng, và điển hình nhất là cái vấn đề sử dụng tiền cho ông Michael Cohen, một trong những người đã nói dối trước Quốc hội và hiện nay đang bị 3 năm tù về vấn đề chi trả cho những 2 ngôi sao trong cái chương trình gọi trong một cái hoạt động gọi là những ngôi sao hoạt động trong những phim khiêu dâm. Đây là một trong những sự kiện mà chúng ta chờ xem, bởi thế tất cả những cái sự kiện mà có thể nói tiếp tục đánh phá nhau và tất cả những lời lẽ hăm dọa nhau trên các trang mạng là một trong những cái sự kiện gây ra một cái sự không gọi là đoàn kết và gây ra một cái sự chia rẽ tồi tệ nhất trong cái lịch sử sau cuộc bầu cử tại Tổng thống hiện nay.
Và chúng ta đi đến một trong những thông tin mới nhận được từ các vụ kiện tụng, thì công tố viên đã cáo buộc một doanh nhân ở ngay tại Maryland đã hối lộ huấn luyện viên đấu kiếm tại Đại học Harvard ít nhất là 1,5 triệu đô để giúp cho con của ông được vào trường. G. Jack Zhao, 61 tuổi và Peter Brand, 67 tuổi bị bắt hôm 16 tháng 11 với tội danh là âm mưu hối lộ. Zhao là một doanh nhân gốc Hoa ở ngay tại Potomac, tiểu bang Maryland và là giám đốc điều hành công ty viễn thông iTalk Global Communications. Ông đã trình diện trước tòa án liên bang tại Greenbelt, tiểu bang Maryland vào ngày 16 tháng 11. Ông Brand là một huấn luyện viên môn đấu kiếm nam và nữ ở Đại học Harvard từ năm 1999 cho tới năm ngoái, khi ông bị sa thải sau cuộc điều tra về vụ mua nhà. Và ông ta sẽ hầu tòa ở Boston vào chiều ngày 16 tháng 11, tức là vào ngày hôm qua. Và đây là một vụ bắt giữ mới nhất trong một số hàng loạt vụ lừa đảo tuyển sinh đại học bắt đầu từ tháng 3 năm 2019. Trong đó thì có nhiều bậc phụ huynh nhà giàu đã chi tiền để chạy cho con cái vào các trường đại học danh tiếng. Kính thưa quý vị, một tin mà chúng tôi không thể bỏ qua sáng nay đối với thế giới chuyển động, đó là để Tổng thống Donald Trump được cho là đã yêu cầu đệ trình phương án tấn công cơ sở hạt nhân của Iran hồi tuần trước, nhưng tất cả các cố vấn khuyên ông không phát lệnh công kích. Về phía Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu cấp dưới nêu lên những phương án tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran trong một cuộc họp vào ngày 12 tháng 11 với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu, bao gồm có Phó Tổng thống Mike Pence, quyền Bộ trưởng Quốc phòng là ông Christopher Miller, cùng với lại Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân là ông Mark Milley. Cuộc họp được triệu tập một ngày sau khi các thanh sát viên quốc tế cho hay Iran đã tăng đáng kể kho dự trữ vật liệu hạt nhân, và Tổng thống Donald Trump đã hỏi các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu rằng Hoa Kỳ còn những lựa chọn nào và nên phản ứng ra sao với quốc gia này. Yêu cầu được Tổng thống Trump đưa ra trong bối cảnh là ông nhiều khả năng sẽ phải chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tháng 1 tới đây. Và các cố vấn trong đó cũng có bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo và tướng Milley đã thuyết phục Tổng thống Donald Trump không nên triển khai chiến dịch tấn công vì hành động này có nguy cơ làm leo thang căng thẳng quân sự ở khu vực nói trên. Một trong những sự kiện mà chúng ta nhìn thấy một cái khoảng thời gian dài trải qua những đời Tổng thống như là Tổng thống Bush, Tổng thống Barack Obama và đến bây giờ là Tổng thống Donald Trump, chúng ta thấy sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan. Đến bây giờ thì Tổng thống Donald Trump có thể ra lệnh rút một nửa lực lượng tại Afghanistan vào tháng 1 năm 2021 sau tất cả các hàng loạt thay đổi quân sự ở tại quốc gia này. Một vài quan chức của Hoa Kỳ cho biết có thể nhận chỉ thị rút bớt 2.000 trong tổng số 4.500 binh sĩ triển khai tại Afghanistan trong vài ngày tới. Hoạt động này có thể được tiến hành từ giữa tháng 1 năm 2021, chỉ vài ngày trước khi nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump kết thúc. Tuy nhiên, người này khẳng định thì Tổng thống Donald Trump sẽ không thúc đẩy tiến trình rút quân nhanh hơn với điều kiện cho phép tại Afghanistan. Kính thưa quý vị, trong chương trình của đài truyền hình SET của chúng tôi nhằm mục đích tạo nên cái điều kiện để cho tất cả các khán thính giả có điều kiện biết hiểu và hiểu thêm được tất cả những gì mà hiện nay Hoa Kỳ đang đối phó với tất cả những gọi là cái thảm họa như là Covid-19, như là vấn đề hậu bầu cử. Và tối nay trong một cái chương trình đặc biệt bầu cử tranh cử 2020, chúng tôi có mời một trong những người mà có thể nói tôi không thích người này và người này cũng chẳng bao giờ thích tôi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là chúng tôi không cần nghe tiếng nói của họ. Và kính thưa quý vị, tối nay vào chương trình 7 giờ tối chúng tôi có một cái chương trình đặc biệt bầu cử 2020 với một trong những người khách mời của chúng tôi, đó là ông Ngô Kỷ, và hy vọng quý vị sẽ theo dõi chương trình của chúng tôi tối hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thế giới chuyển động của chúng tôi và hy vọng gặp lại quý vị vào sáng mai.